Hello các bạn nha, hôm nay thì em có trở lại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Đường An Bình Dương nè anh chị các bạn, cũng như là tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình tất cả những dòng xe trong cửa hàng nè. Hôm nay cùng với Trinh. Chào em. Chào anh, xin chào tất cả mọi người, lại là Trinh đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này của Trinh. Thì đầu tiên thì ở video này Trinh sẽ cập nhật màu mới của dòng Winner V3. Theo đó Trinh sẽ quay một số màu xe của Exciter 150 và 155 để cả nhà cùng nhau tham khảo, để dự định mua xe vào cuối năm để đi chơi Tết, đi chơi lễ thì có thể tham khảo nha. Cận Tết này thì giá xe hiện tại có lên xuống không em? Hiện tại thì giá xe đang rất là mềm luôn á cả nhà, rất là rẻ luôn nha. Và bên Trinh cũng có hỗ trợ trả góp luôn cho tất cả các dòng xe luôn của mọi người. Thì đầu tiên bên tay trái của Trinh đây là em Winner V3 phiên bản màu sơn 3D, màu vàng nha cả nhà. Chiếc này là bên Trinh lên cả phụ kiện màu vàng luôn á mọi người. Nhìn xe rất là đẹp luôn nha mọi người, nhìn xe cực kỳ sáng và đẹp luôn. Và cái bản này là bản ABS nha cả nhà, ABS luôn ha. Đây, nhìn xe rất là đẹp luôn nha mọi người. Màu sơn là hầu như là em thấy là lên liên tục luôn ha em. Dạ đúng rồi, đợt này bên em lên khá là nhiều. Tại vì thời gian này thường là nhu cầu mua xe nó cao hơn. Trong năm thì thường là cuối năm thì nhu cầu mua xe sẽ cao hơn. Cho nên là bên em lên rất là nhiều màu để cho cả nhà cùng nhau lựa chọn. Thì màu vàng này bên Trinh có phối với tem màu đỏ và màu đen này nha cả nhà, tạo điểm nhấn cho xe cũng như là tạo sự khác biệt nổi bật hơn, để cho xe mình chạy ra đường nó sẽ nổi bật và khác biệt hơn cho cả nhà nha. Đây. Cái này hầu như là mình có lên full phụ kiện luôn em. Dạ đúng rồi, cái này chưa có full hết đâu anh. Còn có một số món rồi đó. Cái này là bên em chỉ lên cơ bản, một số món cơ bản để cho mấy anh tham khảo thôi. Đây có chống đổ nè, gác chân nè, rồi về chắn bùn nè các đúng bạn. Đúng rồi, rất là đẹp luôn ha. Con này hiện tại là nhiêu em? Chiếc này hiện tại bên em đang bán ra với giá là 39.500.000 đồng nha cả nhà. Kỳ rẻ luôn ha. Giá đó thì cận Tết này thì các bạn liên hệ mua xe thì em có hỗ trợ sang xe đi lại không? Các bạn lên cửa hàng mua xe nó có liên hệ trước với Trinh thì em sẽ hỗ trợ giảm giá xe từ 500 đến 1 triệu chi phí sang xe đi lại, hỗ trợ giá xe ưu đãi nhất cho cả nhà nha. Rồi tiếp theo luôn. Sẽ quay một số màu của Winner V3 để cho cả nhà cùng nhau tham khảo nha. Đây, màu đầu tiên là màu đỏ Movita nha mọi người, màu đỏ Movita đây cả nhà. Đấy, đẹp luôn hả, màu này thì bên Trinh lên khá là nhiều rồi ha. Đây cả nhà. Chống đổ trước nữa nè. Chống đổ trước, chống đổ sau. Bên Trinh có rất là nhiều màu luôn ha. Bản này là bản CBS nha mọi người. Bản CBS thì nó sẽ rẻ hơn là 1 triệu. Rẻ hơn 1 triệu cả nhà. Hầu như là con này mình có lên cái cản tay cây cầm nè. Dạ đúng rồi, cái cản này cản kiểu nha mọi người. Cây cầm. Đó đẹp, cứng nha các bạn. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo là màu trắng nha mọi người, màu trắng rồi, phối màu trắng với Ngọc Trinh luôn. Màu đỏ với màu đen, trắng Ngọc Trinh rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi. Đây, nhìn xe rất là đẹp luôn ha. Và chiếc này bên Trinh có xuống cái mâm kiểu này cả nhà, mâm nhện màu đỏ để tạo điểm nhấn cho xe, cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, mâm rất là dày luôn, rất là cứng luôn các bạn. Tất cả các màu sơn 3D đều đồng giá nhau hết nha mọi người. Tất cả các màu sơn 3D đều đồng giá nhau hết nha. Rồi. Con này là thắng thắng phanh đĩa thường á em. Dạ đúng rồi anh, phanh đĩa thường. Rồi. Tiếp theo. Tiếp tục. Đây. Đây là màu xanh xi măng nha mọi người, màu xanh xi măng. Chiếc này bên trên có xuống mâm nhện luôn này cả nhà. Màu xanh xi măng. Đẹp luôn ha. Đó. Màu xanh xi măng, màu xám xi măng nè các bạn, rất là ưa chuộng những cái màu như thế này nè các bạn. Cái màu này nhưng mà nó còn cái màu nhạt 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 hơn xíu đó đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn nhạt hơn nhạt xíu hơn chứ là đây là màu xám xi măng anh. Dạ. Rồi tiếp theo là màu xanh này một cả nhà. Đây, chiếc này màu xanh bên trên có lên phụ kiện màu xanh theo xe luôn á mọi người. Đấy. Chắc hẳn là màu zin thì cái giá nó phải là thấp hơn không em? Đúng rồi anh, màu zin nó sẽ thấp hơn 2 triệu cả nhà. Màu zin thì bên trên có đầy đủ luôn nha cả nhà. Tất cả các màu bạc, màu đen, màu đỏ bên trên có đầy đủ luôn ha. Thì ở cửa hàng thì đa số bên trên bán màu sơn 3D, cho nên bên trên sẽ để màu sơn 3D trên này. Nhưng mà màu zin mà anh hỏi thì mình em sẽ lấy về cho cả nhà nha. Rồi tiếp theo thì Trinh sẽ quay một số mẫu Exciter 155 cho cả nhà cùng nhau tham khảo nha. Đầu tiên là chiếc trắng đỏ này mọi người. Trắng đỏ tem rất là lạ luôn nha cả nhà. Nhìn tem cực kỳ lạ luôn ha. Con này là màu sơn phải không em? Dạ đúng rồi, màu sơn 3D anh. Con này hôm bữa mình có quay rồi nè, hôm nay lên một em mới nè các bạn. Dạ đúng rồi, hôm trước là quay em ở chỗ kia là bán rồi. Xong rồi, này là chiếc này là bên Trinh mới lên lại nữa cả nhà.
Nghĩa là màu sơn màu đen bên trên sẽ lên tầm khoảng 1, 2, 3 chiếc gì đó. Bán xong bên trên là lên lại màu khác. Rồi các bạn, tiếp tục cũng màu là màu sơn không em? Màu sơn. Nhìn chiếc này dễ thương anh ha. Này, con này màu sắc này. Phải nói là trên cái mạo nó có hình con sạch cá mập luôn các bạn ơi. Đấy. Phối rất là nhiều màu luôn á. Đẹp ha. Hai bên lườn thì có hình miệng con cá mập á. Với răng với miệng con cá mập á. Nhìn tem nó là mập lạ, rất là dễ bạn. Thương cute ha. Rồi. Đây, bạn nào thích sự dễ thương thì có thể tham khảo em này. Chúng ta rất là ok luôn. Rồi, tiếp theo là màu xám xi măng này cả nhà. Màu này là màu xám xi măng này. Màu này nó pha màu xám nhiều hơn. Thì nó là xám xi măng. Xám xi măng đi với mâm màu vàng nha cả nhà. Mâm màu vàng. Mâm kiểu mâm cam á mọi người. Đây, nó đẹp ha. Và tem cũng là tem màu vàng luôn. Xe rất là đẹp luôn ha. Bên trên lên màu thì trên thấy khá là đẹp. Hầu như là chiếc nào cũng có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Rồi, tiếp theo là màu xanh này cả nhà. Màu xanh đen, cả vẻ sẽ ra là xanh đen nha mọi người. Đây. Rồi, mâm này cũng là mâm kiểu luôn nha mọi người. Mâm màu bạc là mâm kiểu nha, mâm kiểu á. Rồi, mâm chữ Y luôn nha các bạn. Bên trên có rất là nhiều loại mâm. Rồi, tiếp theo là màu tím. Màu tím, màu tím đen đó mọi người. Số 79 thần tài luôn nha các bạn. Số 79 thần tài mang lại sự may mắn thì ai mua xe bên trên nè. Rồi, tiếp theo là màu hồng, hồng Barbie, hồng phấn, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, những màu sơn này là đều đồng giá hết em? Dạ đúng rồi, tất cả những màu sơn bên trên đều đồng giá là 46 triệu 500 ngàn đồng. Và nếu như các bạn mua trả góp chỉ cần trả trước bên trên từ 5 triệu là lái xe về rồi ha. Ngoài những cái màu sơn đây thì nếu mà các bạn có ý tưởng nào mới á, mình có thể làm theo ý tưởng của bạn mình không? Dạ có anh, ví dụ như mấy anh mà muốn lên màu theo ý của mấy anh thì có thể gửi mẫu qua Zalo, số điện thoại trên có ghi dưới màn hình. Trinh sẽ hỗ trợ lên màu cũng như là hỗ trợ thiết kế tem theo ý tưởng của mấy anh. Ví dụ mấy anh đưa ý tưởng rồi bên em sẽ hỗ trợ thiết kế tem theo mấy anh, theo ý của mấy anh nha. Và cái giá mà mấy anh đặt sơn nó sẽ ngang với giá những chiếc mà bên em sân sẵn. Thế là mấy anh đừng có ngại ha. Rồi. Hợp lý nha các bạn. Rồi tiếp tục thì báo cho anh thêm luôn là 150 luôn đi em. Dạ đây anh. Em 150 bên trên hiện tại đang có rất là nhiều màu. Đầu tiên là chiếc mở kinh nhập Indo này cả nhà, là Ad nhập Exciter nhập khẩu Indo á. Đây, nhận biết là ở trước nó sẽ có cái bát cắn biển số ở đây ha. Cà vẹt sẽ ra là xanh đen nha mọi người. Mâm này cũng là mâm zin nha. Chiếc này là mâm zin nguyên chiếc nha cả nhà. Zin nguyên chiếc. Đúng rồi. Có giò đạp nha các bạn. Đúng rồi. Mở kinh thì nó có giò đạp ở sau. Con này hiện tại bao nhiêu em? Chiếc này hiện tại bên em nó bán ra với giá là 48.500 đó anh. 48.500. Ngoài màu này là mình còn màu nào nữa em? Dạ bên em còn màu đỏ, đỏ xám. Rồi màu màu đỏ đen. Nói chung bên em còn mấy màu nữa lận. Cho nên là mấy anh cứ kết bạn Zalo với em gửi mẫu cho mấy anh xem nha. Rồi. Tiếp tục, Exciter 150. Dạ Exciter 150 màu này là màu sơn 3D nha cả nhà. Màu sơn 3D ha. Nhìn vào cũng khá là đẹp. Nhìn vào cũng giống khá là giống màu dư đó. Thì chiếc này bên trên có xuống cái mâm kiểu luôn. Và rất là nhiều phụ kiện theo xe khác nữa. Exciter 150 hiện tại giá đang dao động là từ 42 đến 43.500.000 tùy theo màu nha cả nhà. Rồi, rất là rẻ luôn ha, rẻ hơn nhiều so với dòng mở kim. Tại vì cái mẫu mở kim là hiện tại nhập về rất là khó khăn luôn, cho nên là giá nó hơi cao hơn ẹt xíu. Nếu mà mấy anh ngại cái giá thì có thể tham khảo 150, tôi nghĩ cũng rất là ok luôn. Rồi, tiếp theo là mẫu limited nha cả nhà. Màu bạc cam. Các bạn giới hạn, rất là đẹp. Rồi, màu zin là mâm cũng zin đúng không em? Đúng rồi, mâm zin, sơn zin nguyên chiếc luôn á cả nhà. Bản này thì cũng rất là nhiều anh thích luôn này. Lâu lâu mới về một vài chiếc thôi, cái bản limited nó cực kỳ hiếm luôn. Lâu lâu nó về được vài chiếc thôi à. Rồi, tiếp tục. Đây là màu xanh cam nè cả nhà. Cũng là màu zin luôn nhưng mà mâm này là mâm độ. Bên trên có xuống mâm 5 cây với lại lớp nhỏ để cho xe nó tăng tốc độ hơn. Dù anh là thích thì có thể để luôn, không thích thì bên em có thể về mâm zin. Rồi, tiếp theo là màu hồng, hồng xám, nhìn lạ quá ha. Màu này là màu sơn 3D nha cả nhà. Bên trên họ có lên màu á, màu sơn 3D nha, chứ không phải là màu zin đâu. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, tiếp theo là màu xám xanh. Màu xám xanh bản này là cũng bản giới hạn luôn nè cả nhà. Ở giới hạn luôn ha. Bản này là cực kỳ hiếm luôn nha. Lâu lâu mới về được một vài em thôi. Rồi. Dạ. Rất là đẹp nha các bạn. Dạ đúng rồi. Mẫu Exciter 150 mua gốc cũng chỉ cần trả trước bên trên tầm khoảng 4 triệu lái xe về rồi nha cả nhà. Cực kỳ đơn giản luôn.
Và cái thủ tục trả góp cũng rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gốc hoặc là chứng minh nhân dân gốc lên cửa hàng là Trinh hỗ trợ. Cửa hàng bên Trinh đó thì bán tất cả các dòng xe đang hot ở thị trường, cả trong nước và xe nhập khẩu luôn, xe tay ga, xe số quanh tay. Và quen file series bên Trinh có đầy đủ. Ví dụ như một clip mà bên Trinh quay không có hết tất cả dòng xe mà má anh đang tìm kiếm, thì có thể inbox Zalo số điện thoại trên cái ghim dưới màn hình. Trinh sẽ gửi mẫu cũng như là báo giá chi phí lăn bánh, cũng như là sẽ hỗ trợ chi phí sang xe lại khi mà cả nhà đến cửa hàng đó có liên hệ trước với Trinh hoặc gọi vào số điện thoại đó. Cửa hàng bên Trinh thì hiện tại đang ở địa chỉ là một sạc 79 thủ khoa Hương, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Đến cửa hàng nhà nó có liên hệ trước với Trinh nha, hoặc là tới ngay ngã tư Hòa Lân gọi cho Trinh. Trinh hỗ trợ ra đón các bạn vào. Còn Trinh hỗ trợ tư vấn như cái nhắn tin hoặc là gọi vào số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình, Trinh sẽ hỗ trợ nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào.